Go là chương trình kết hợp thể thao và giáo dục kỹ năng sống để phát triển kỹ năng lãnh đạo, đồng thời giúp cải thiện cuộc sống của các bạn nữ ở độ tuổi vị thành niên, được tạo ra bởi ngân hàng Standard Chartered vào năm 2006. Ban đầu, nội dung chương trình được thiết kế cho các em nữ từ 12 đến 18 tuổi đang sinh sống tại các cộng đồng thiệt thòi trên thế giới. Chương trình được chia làm 4 hợp phần, tập trung vào 4 kỹ năng sống quan trọng là kỹ năng giao tiếp, sức khỏe và vệ sinh, quyền con người và kiến thức tài chính. Vào năm 2011, ngân hàng Standard Chartered hợp tác với tổ chức Women Win để nhân rộng chương trình Go và tạo diễn đàn online nhằm chia sẻ các phương pháp tổ chức chương trình cho các tổ chức thể thao hoạt động vì lợi ích của các em nữ ở độ tuổi vị thành niên. Women Win tin tưởng vào tầm quan trọng của việc trao quyền cho các bạn nữ, đồng thời thể thao là công cụ hiệu quả và sáng tạo để thực hiện điều đó. Chương trình Go đã được thực hiện tại hơn 19 quốc gia ở châu Á, châu Mỹ Latin và châu Phi. Chương trình này giúp tăng cường sức mạnh của thể thao nhằm mang kiến thức về quản lý tài chính đến cho hơn 80.000 bạn nữ. Dạ, em rất vui khi tham gia vào ngày hội. Em cảm thấy kỹ năng giao tiếp của mình được phát triển, được mạnh dạn hơn thông qua các trò chơi. Và đặc biệt hơn, em đã quen được rất nhiều người bạn mới giữa các trường. Dự án bóng đá cộng đồng tại Việt Nam luôn hoạt động nhằm đảm bảo sự tham gia và nâng cao năng lực cho các bạn nữ. Chương trình Go hoàn toàn phù hợp với những gì FFAV đang thực hiện. Chúng tôi tin rằng chương trình Go sẽ mang đến nhiều lợi ích hơn nữa cho các em nữ ở độ tuổi vị thành niên tại Việt Nam.